Hằng xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình ABTV 21.12. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022, mời quý vị theo dõi chương trình tin tức năm châu. Mở đầu là phần tin thế giới. Tổng thống Zelensky yêu cầu thường dân di tản khỏi vùng Donetsk. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu tất cả thường dân sinh sống trong các khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk đi di tản. Trong bài phát biểu muộn đêm thứ Bảy từ Kiev, ông Zelensky nói giao tranh ở vùng Donetsk đang rất quyết liệt. Càng nhiều người rời vùng Donetsk bây giờ, càng ít người quân Nga có thể có thời gian để giết, ông nói. Vùng này hiện đang xảy ra chiến trận khốc liệt với bước tiến công chậm của quân Nga, những người đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Donetsk. Chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để cứu mạng nhiều người nhất có thể và hạn chế sự khủng bố của quân Nga nhiều nhất có thể. Vị Tổng thống nói thêm, trẻ em cần phải được di tản, các bạn không thể để các em vào tình thế nguy hiểm mùa đông này mà không có lò sưởi ánh sáng, khi không có khả năng giữ ấm cho các em. Lệnh di tản của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga mời các quan chức Liên Hợp Quốc và Chữ Thập Đỏ tới điều tra cái chết của 50 tù binh chiến tranh tại một khu vực khác ở Donetsk, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn. Tổng hành dinh hạm đội Hắc Hải của Nga bị tấn công. Tin từ Kiev, Ukraine. Thưa quý vị, một thiết bị nổ gắn trên máy bay không người lái vừa phát nổ vào hôm Chủ nhật 31 tháng 7 tại trụ sở hạm đội Hắc Hải của Nga, khiến 6 người bị thương. Vụ nổ tại trụ sở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2014 đã khiến các hoạt động quan sát trong kỳ nghỉ ngày hải quân của Nga bị hủy bỏ. Cơ quan báo chí của hạm đội Hắc Hải nói chiếc máy bay không người lái này dường như là tự chế. Họ khẳng định thiết bị nổ có công suất thấp, nhưng ông Mikhail Brazov, thị trưởng Sevastopol, tuyên bố có 6 người bị thương trong vụ nổ. Hiện vẫn chưa có thông tin về điểm khởi hành của máy bay không người lái này. Sevastopol nằm cách Ukraine đại lục khoảng 100 dặm về phía nam và các lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn khu vực đất liền dọc Hắc Hải. Chiến sự vẫn tiếp diễn ở những nơi khác ở Ukraine. Ông Vatila Kim, thị trưởng thành phố cảng Mykolaiv, cho biết các cuộc pháo kích đã giết chết một trong những người đàn ông giàu nhất Ukraine, Oleksiy Vadastsky, và vợ của ông. Ông Vadastsky là chủ một doanh nghiệp sản xuất và xuất cảng ngũ cốc. Chính quyền khu vực Sumy ở phía bắc Ukraine, gần biên giới với Nga, xác nhận pháo kích vừa giết chết một người. Thống đốc Banko Kurylenko nói, ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vừa qua tại khu vực Donetsk, nơi nằm dưới sự kiểm soát một phần của lực lượng ly khai Nga. Nhưng Ngài Hải quân Putin nói Hoa Kỳ là mối đe dọa chính của Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã ký một chiến thuyết hải quân mới, coi Hoa Kỳ là đối thủ chính của Nga và đặt ra tham vọng hàng hải toàn cầu của Nga đối với các khu vực quan trọng như Bắc Cực và Hắc Hải. Phát biểu nhân ngày hải quân của Nga tại Brandenburg do Sa Hoàng Peter Đại Đế thành lập, ông Putin ca ngợi Peter vì đã đưa Nga trở thành cường quốc biển và nâng cao vị thế toàn cầu của nhà nước Nga. Sau khi thị sát hải quân, ông Putin đã có một bài phát biểu ngắn. Trong đó, ông hứa rằng hải quân Nga sẽ có hỏa tiễn hành trình siêu thanh Zhiron độc nhất của Nga và khuyến cáo rằng Nga có đủ sức mạnh quân sự để đánh bại bất kỳ kẻ xâm lăng tiềm năng nào. Ngay trước bài phát biểu, ông Putin đã ký một học thuyết hải quân mới dài 55 trang, đặt ra các mục tiêu chiến lược rộng lớn cho hải quân Nga, bao gồm cả tham vọng trở thành một cường quốc hàng hải vươn ra toàn thế giới. Theo học thuyết, mối đe dọa chính đối với Nga là chính sách chiến lược của Hoa Kỳ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới và sự di chuyển của Liên minh quân sự NATO đến gần biên giới của Nga. Học thuyết này cho biết Nga có thể sử dụng lực lượng quân sự của mình một cách thích hợp với tình hình tại các đại dương trên thế giới, đồng thời thừa nhận rằng Nga không có đủ căn cứ hải quân trên toàn cầu. Theo học thuyết, ưu tiên của Nga là phát triển hợp tác chiến lược và hải quân với Ấn Độ,
cũng như hợp tác rộng rãi hơn với Iran, Iraq, Saudi Arab và các quốc gia khác trong khu vực. Trung Cộng loan báo tập trận gần Đài Loan. Thưa quý vị, Trung Cộng hôm thứ Bảy 30 tháng 7 loan báo mở cuộc tập trận ở khu vực bờ biển đối diện với Đài Loan, sau khi cảnh cáo bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, là phải hủy bỏ chương trình viếng thăm đảo quốc này, nơi Bắc Kinh vẫn coi là một phần lãnh thổ của họ. Theo hãng thông tấn AP, bà Pelosi trong cuối tuần này có chuyến đi tới Singapore, Đại Hàn, Nhật Bản và có thể có cả Đài Loan. Bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Cộng nói rằng quân đội nước này mở cuộc tập trận bắn đạn thật gần quần đảo Bình Đàm, ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến trong cả ngày. Cơ quan an toàn hàng hải Trung Cộng khuyến cáo mọi tàu bè phải tránh nơi này. Các cuộc tập trận tương tự trước đây có sử dụng đại bác. Bản thông cáo của quân đội Trung Cộng không cho biết cuộc tập trận hôm thứ Bảy có huy động phi cơ, hỏa tiễn hay các loại vũ khí nào khác hay không. Nếu bà Pelosi đến Đài Loan thì sẽ là giới chức Mỹ cao cấp nhất tới đảo quốc này từ năm 1997 tới nay. Tuy nhiên, bà Pelosi đến nay không xác nhận mà cũng không phủ nhận cuộc viếng thăm. Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Cộng, trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm với Tổng thống Joe Biden đã cảnh cáo rằng Mỹ chớ nên có can thiệp từ bên ngoài vào vấn đề Đài Loan. Trung Cộng coi các cuộc viếng thăm của giới chức chính phủ Mỹ là hình thức khuyến khích Đài Loan tuyên bố độc lập. Trung Cộng hiện đang bố trí nhiều chiến đấu cơ và oanh tạc cơ gần Đài Loan, từng bắn hỏa tiễn vào hải lộ quanh nơi này. Trung Cộng và Đài Loan tuy có căng thẳng về mặt chính trị và quân sự, nhưng lại có các cuộc liên hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ, trị giá nhiều tỷ đô la. Phần lớn là do các công ty Đài Loan đầu tư vào xây cất cơ xưởng ở lục địa nhằm sử dụng nguồn nhân lực rẻ. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tin tức về Hoa Kỳ. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm súng bán tự động. Thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 29 tháng 7 bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm khôi phục lệnh cấm đối với một số loại súng bán tự động sau hàng loạt các vụ thảm sát gây chấn động gần đây. Theo AP News, Quốc hội Hoa Kỳ năm 1994 thông qua lệnh cấm có thời hạn 10 năm đối với súng trường tấn công và hộp tiếp đạn cỡ lớn. Tuy nhiên, lệnh cấm này hết hạn vào năm 2004 và doanh số súng trường tấn công tại Hoa Kỳ tăng vọt kể từ đó. Chính quyền Tổng thống Biden cho biết, trong thời gian 10 năm kể từ khi lệnh cấm được áp dụng, các vụ nổ súng hàng loạt giảm đáng kể. Tuy nhiên, sau khi lệnh cấm hết hạn vào năm 2004, các vụ nổ súng hàng loạt tăng lên gấp 3 lần. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện do Đảng Dân Chủ điều hành, nói rằng lệnh cấm trước đây giúp cứu sống nhiều người. Tổng thống Joe Biden ca ngợi buổi bỏ phiếu tại Hạ viện và ông kêu gọi Thượng viện nhanh chóng chuyển dự luật đến bàn làm việc của ông. Dù được ủng hộ tại Hạ viện, nhưng dự luật được cho là khó qua ải Thượng viện vì sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Dự luật được thông qua với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống. Dự luật được đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng sau hàng loạt các vụ thảm sát do súng đạn. Thành phố New York, bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Thị trưởng Eric Adams và bác sĩ Edwin Vesan, cao quỹ cơ quan y tế New York, đã ban bố tình trạng hôm thứ Bảy. Hai quan chức cho biết trong một tuyên bố chung, thành phố New York hiện là tâm điểm của đợt bùng phát và chúng tôi ước tính rằng khoảng 150.000 người New York hiện có nguy cơ phơi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Các quan chức cho biết trong vài tuần qua chúng tôi đã tiến hành nhanh chóng nhất có thể để mở rộng các việc liên hệ và tiếp cận với vaccine và điều trị để giữ an toàn cho mọi người. Họ nói tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác liên bang của mình để có nhiều liều vaccine hơn ngay khi có. Cần phải đối đầu đợt bùng phát này bằng sự khẩn cấp, hành động và nguồn lực cả trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Và việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này phản ánh mức độ nghiêm trọng ở thời điểm này. Hôm thứ Sáu tuần trước, Thống đốc bang New York, Katie Hochul,
đã ban bố mệnh lệnh hành pháp, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thảm họa cấp bang và dịch đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại trên bình diện quốc tế. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi tin tức về Houston. Cảnh sát bắn người đàn ông cầm dao ở phía tây Houston. Thưa quý vị, một người đàn ông được đưa vào bệnh viện sau khi bị một cảnh sát Houston bắn vào đêm thứ Bảy. Theo HBD, người đàn ông này đang bị khủng hoảng tinh thần và lao vào các sĩ quan khi cầm dao bên ngoài một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt ở phía tây của Houston. Anh ta được cho là có một con dao và đang đe dọa mọi người hoặc ai đó trong nhà. Trợ lý giám đốc SPD James John cho biết, các nhân viên đến ngay trước nửa đêm và phát hiện người đàn ông bên ngoài ngôi nhà. Khi họ ra lệnh cho người đàn ông bỏ dao, anh ta không tuân theo và thay vào đó di chuyển về phía một cảnh sát, bắt buộc một sĩ quan cảnh sát nổ súng vào nghi phạm 3 lần. Nghi phạm đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực trong tình trạng không rõ nguyên nhân. Những người hàng xóm cho biết đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát được gọi đến ngôi nhà trên Riverview Circle. Ngôi nhà này dành cho người bệnh tâm thần, được điều hành bởi Ray Stone Life Care Assistant Living. Những người hàng xóm đang hy vọng cảnh sát xem xét kỹ cách ngôi nhà đang được vận hành để có thể chấm dứt tình trạng xe cấp cứu đến vào tất cả các giờ trong ngày và những người này sẽ được chăm sóc thích hợp hơn. Tai nạn lật xe trên North Freeway. Thưa quý vị, một tài xế thiệt mạng và một hành khách khác bị thương sau một vụ tai nạn va chạm lớn liên quan đến hai phương tiện trên đường North Freeway. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Harris, vụ tai nạn xảy ra ngay sau 2 giờ 30 phút sáng Chủ nhật trên làn đường đi về phía bắc của I-45 trước đường Rankin. Một chiếc xe Jeep màu đen đang lái trên đường cao tốc thì một chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ ở cùng làn đường đang tăng tốc và áp sát chiếc xe Jeep. Tài xế chiếc Mercedes sau đó tông vào đuôi xe Jeep và mất lái, lăn nhiều vòng trên xa lộ trước khi rớt xuống đường Feeder. Cảnh sát Harris County cho biết người lái chiếc Mercedes đã bị văng ra khỏi xe vì không thắt dây an toàn, đã chết vì vết thương của họ. Người ngồi ghế hành khách đã được đưa đến Houston Methodist Northwest với những vết thương nghiêm trọng. Người điều khiển xe Jeep đã ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Người điều tra cho rằng tài xế không có dấu hiệu say xỉn. Tất cả các làn đường chính của xa lộ và đường công vụ đã được mở lại vài giờ sau đó. Vụ tai nạn này vẫn đang được điều tra. Tiếp theo là phần tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Nổ súng ở tiệm nail tại West Virginia, hai người gốc Việt thiệt mạng, nghi can bị cảnh sát bắn chết. Thưa quý vị, một vụ nổ súng xảy ra tại tiệm nail ở Somerville, West Virginia vào tối thứ Năm 28 tháng 7. Nghi can bắn chết hai người sau đó thì bị các cảnh sát bắn chết. Theo Newsweek, dẫn lời phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Somerville chiều hôm 28 tháng 7 cho biết, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận điện thoại báo về vụ nổ súng tại tiệm nail Joe Nails. Hai cảnh sát được điều đến hiện trường và bắn nghi can Patrick Carter, 52 tuổi. Carter sau đó được đưa đến bệnh viện, nơi nghi can được cho là đã tử vong. Theo đài WCHS, Carter bị cáo buộc bắn chết hai nạn nhân ở tiệm nail. Các nạn nhân sau đó được xác định là Khuyên Văn Lê, 45 tuổi và Phi Anh Lê, 40 tuổi. Vụ nổ súng ở West Virginia là vụ mới nhất trong loạt bạo lực xảy ra tại các tiệm nail và các cơ sở khác trên khắp Hoa Kỳ. Trong một sự việc riêng biệt ở Texas hồi tháng trước, Sở Cảnh sát Harris County cho biết đang truy tìm một phụ nữ được cho là đã bắn chủ tiệm nail sau khi tranh cãi về giá cả. Theo báo cáo, hai nghi can đã không hài lòng với giá dịch vụ và bắt đầu tranh cãi. Một trong hai người đã nổ súng vào người chủ khi ông cố gắng đẩy nghi can khỏi cửa hàng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức năm châu ngày hôm nay. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, luôn mang đến thành công cho khách hàng trong 10 năm qua, giúp 80.000 người đến Hoa Kỳ.
Và bản tin này cũng được bảo trợ bởi healthcare.gov. Xin nhắc quý vị, đời sống nhiều thay đổi, hãy có bảo hiểm chu toàn. Khi những biến cố nhất định của cuộc sống xảy ra khiến quý vị bị mất bảo hiểm sức khỏe, quý vị có một khoảng thời gian ngắn để tìm chương trình bảo hiểm mới tại healthcare.gov. Quý vị bị mất việc hay vừa nghỉ việc, quý vị không còn được bảo hiểm chung với cha mẹ. Quý vị chuyển nơi sống. Nếu một biến cố cuộc sống khiến quý vị mất bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể đủ điều kiện được mua bảo hiểm chất lượng với giá thấp tại healthcare.gov. Hãy vào healthcare.gov hoặc gọi số 1-800-318-2596. Thúy Hằng rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.